Chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng đọc báo tiếng Anh nha. Và tờ báo hôm nay mình muốn giới thiệu cho các bạn là tờ Vogue. Vogue tiếng Anh có nghĩa là mốt, thời trang hay là cái đang thịnh hành. Và cái này là danh từ. Cái tờ tạp chí Vogue này thì nó được phát hành ở Mỹ rất là lâu rồi, vào ngày 17 tháng 12 năm 1892. Và nó có niên đại là 127 năm rồi các bạn. Thì cái tờ Vogue này nó có phát hành được ở trên rất là nhiều nước trên thế giới. Và này mình hôm nay mình sẽ đọc cái tờ British, là một cái tờ của nước Anh nha. Thì cái tờ báo này hay nói về thời trang, phong cách, đồ gì đó. Thì chúng ta hãy cùng đọc nha. Thì six try now là tính từ, bởi vì cái từ sau nó từ summer nghĩa là danh từ. Thì người ta muốn hình thành tính từ, người ta sẽ có cái từ gạch nối giữa hai cái từ đó. Thì hairstyles là những cái kiểu tóc. Straight from có nghĩa là được lấy thẳng ra, nghĩa là ý tưởng này được lấy thẳng ra từ cái sàn catwalk. With the warmer months open us có nghĩa là với những cái tháng ấm áp hơn đến với chúng ta thì sao? We'll need a little hair updates có nghĩa là chúng ta đều còn một cái kiểu tóc mới. Updates có nghĩa là nâng tầm lên, hiện đại hơn, cập nhật. To lighten the mood có nghĩa là để làm, lighten the mood nghĩa là làm bừng sáng lên, là chúng ta vui hơn cái tâm trạng của mình. Cái tạp chí Vogue này thì sao? Share six runway inspired options có nghĩa là nó đã chia sẻ 6 cái kiểu tóc to elevate your look, có nghĩa là nâng tầm cái ngoại hình của mình lên, to a perfect home, okay? To a perfect at home. Thì các bạn chờ chút xíu nha, mình đang tìm lại những cái trang tiếp theo, bởi vì cái này, cái bài báo này nó cũng khá là dài đó, cho nên là các bạn hãy kiên nhẫn. Khi mà các bạn đọc hết tờ báo này, mình đảm bảo là từ vựng của các bạn sẽ tăng lên rất là nhiều, và các bạn sẽ có một lượng hiểu biết nho nhỏ nữa. Whether you still in lockdown có nghĩa là cho dù bạn đang trong quá trình lockdown, nghĩa là ở nhà không có đi đâu á, or have emerged back into the real world có nghĩa là có một vài cái trường hợp cấp bách nào đó. Emerge into the real world nghĩa là ra ngoài thế giới thật. As a fully fledged sort of connoisseur có nghĩa là fully fledged có nghĩa là hoàn thiện. Connoisseur có nghĩa là người am hiểu, còn sort of có nghĩa là người kỳ cựu thám hiểm vùng lạnh ở Alaska, có nghĩa là những cái người hoàn thiện am hiểu, nói chung là trên thế giới này đó. Thì summer is around the corner có nghĩa là very near, có rất là gần. Và we all guilty có nghĩa là chúng ta cảm giác rất là tội lỗi khi mà nghĩ đến, thinking about gì, how we going to look in the sunshine, khi mà nghĩ đến cái cảm giác mà chúng ta sẽ trông như thế nào dưới ánh nắng mặt trời. Without access to our beloved hair salons có nghĩa là mà không đi đến những cái tiệm làm tóc yêu quý của chúng ta đó. Thì I have shed a tear nghĩa là mình đã rơi nước mắt một tí đó. Thì or the impossibility of getting an appointment có nghĩa là và mình không thể đặt hẹn due to, bởi vì the post quarantine booking frenzy có nghĩa là hậu quarantine, nghĩa là
mình cách ly ở nhà, booking frenzy, điên cuồng, frenzy là điên cuồng, finding hairstyles, như là tìm cái kiểu tóc, to attempt at home, có nghĩa là attempt nghĩa là mình cố gắng mình làm ở nhà ha. Is lately, có hầu như là sao, the most realistic, có nghĩa là thực tế nhất, solution, có nghĩa là giải pháp thực tế nhất, for the time being, the time for the time being, có nghĩa là ngay tại lúc này đây, có nghĩa là for bằng với cái từ là for present. From, có nghĩa là không nơi nào để mà mình có thể thu hút cái inspiration, một cái sự cảm hứng, nguồn cảm hứng ngoài cái gì, but ngoài cái autumn winter 2020 catwalk, đúng không? Không có nơi đâu mà lấy cảm hứng bằng cái sàn catwalk thu đông 2020, đúng không? Think back, hãy nghĩ lại the dramatic impact, một cái impact, một cái ảnh hưởng gây ấn tượng of those, tới những cái làn sóng Rachel. Rachel có nghĩa là cái nguồn phong cách thời trang của những thập niên vừa rồi, như là thập niên 60, 70, 80 nữa, ở tại Miu Miu. Thì sao? The trendy slick back. Slick back có nghĩa là mái tóc mềm mượt bóng, người ta thoa dầu, thoa nước, lại thoa kem lên cho nhìn nó rất là bóng bẩy. Slick back, do at brother or the sultry. Sultry, sultry có nghĩa là nó rất là attractive, bản năng vẻ đẹp tự nhiên của con người á. Get subtle, low pony, low pony có nghĩa là mái tóc mà đu ngựa. The options are chic, chic có nghĩa là hợp thời trang, và achievable, có thể thực hiện được. Here are six easy summer, easy hairstyle. Đây là cái kiểu tóc đó, thì các bạn cũng đã thấy ha. Lower the ponytail. The ponytail đó, các bạn cột mà không có, nhưng mà mình cột nó dễ dàng lắm, cho nên cái ponytail là dạng như cột kiểu đuôi ngựa ấy, mà cột thấp thấp thôi. Like the rest of us, có nghĩa là nếu mà một trong hầu hết trong số chúng ta thì sao, you tend to có nghĩa là có khuynh hướng làm gì đó. Tend to làm gì? Hit the snooze button. Hit the snooze button có nghĩa là chợp mắt một chút, ngủ chợp mắt một chút đó. Until there's 10 minutes to go có nghĩa là cho tới khi 10 phút để mà mình đi theo cái your first Zoom meeting, có nghĩa là mình có cái Zoom meeting thì sao? You might just have to make do. Make do có nghĩa là xoay sở với những phương tiện có giới hạn, thiếu thốn, có những là cái gì mình có được thì mình làm thôi. Make do with an easy ponytail có nghĩa là mình không có cần mà cầu kỳ, mình chỉ cần make do with an easy ponytail thôi. However, tuy nhiên thì sao? With a tiny bit more effort, với một chút cái nỗ lực thôi thì sao? Courtesy có nghĩa là sự lịch sự, sự thanh nhã. Of a good brush là một cái brush, là cái lược chải, và
And some hairspray. Hairspray là cái phụ đồ phun tóc á, làm cho tóc nó bong bóng lên á. You can elevate this simple look into a polished low pony. Đây là nâng tầm cái vẻ bề ngoài đơn giản này để trở thành sao? Polished low pony. Có nghĩa là một cái low pony nghĩa là một kiểu tóc đuôi ngựa bóng bẩy. Polished bóng bẩy. It's also perfect. Nó cũng hoàn hảo sao? For the Saturday morning trip. Cho cái chuyến đi vào buổi sáng thứ bảy. To the corner shop. Vào một cái shop nào đó for croissants. Là cái bánh croissant là cái bánh bắt nguồn từ bên Pháp nha các bạn. Là bên mình gọi là cái bánh sườn bò. Cái gì tiếp tục là San Lawrence latex clad. Latex clad có nghĩa là trang phục bên dưới đây này. Trang phục mà ôm sát vào người á. Sirens nghĩa là một cô nàng quyến rũ. Spotted điểm với with a red lip một cái môi đỏ. The head hanging loosely over ears có nghĩa là nó kiểu tóc mà nó không có được chắc lắm, chỉ là loosely thôi, nó lỏng thôi. With a central parting. Central parting là như các bạn cũng đã thấy cái hình mà có nghĩa là mình chẻ tóc ở giữa cái đầu mình. Give an extra touch of sleekness. Sleekness có nghĩa là sự bóng mượt. Meghan Markle herself adopted do for her first appearance in London. Có nghĩa là đã lấy cái kiểu tóc này để mà làm cho cô ta với cái sự xuất hiện lần đầu tiên ở London sau khi mà hoàng tử Prince Harry decide quyết định to step down. Cũng step down có nghĩa là rút khỏi from royal duties, có nghĩa là rút khỏi cái trách nhiệm hoàng gia của mình. A landmark. Landmark có nghĩa là bước ngoặt, một cái khoảnh khắc, bước ngoặt moment là khoảnh khắc. That's needed. Cần a big hair statement to match. Nghĩa là một cái khoảnh khắc đó thì cần có một cái đầu tóc thích hợp để mà phù hợp với cái khoảnh khắc đó, đúng không? Ok, tiếp theo là kiểu tóc bun up. Step that messy bun up. Bun up là cái kiểu tóc mà búi cao á, rồi có một chùm ở trên đầu thôi. Nói chung là cái kiểu tóc này thì khá là gọn gàng cho các bạn nữ. Các bạn chịu khó chờ tí xíu nha, mình đang chỉnh chỉnh chút xíu. Thì các bạn chịu khó khi mà mình xem những cái video thì mình lấy cái tờ giấy hay là cái vở gì đó mình take notes lại những cái từ vựng mà cũng như là mình đã giải thích. Thì có cần gì thì các bạn cứ pause lại, dừng cái video lại xong ghi cái từ đó ra rồi học cũng được. Vì thông qua những cái bài báo này mình sẽ tiếp cận được cái ngôn ngữ của người ta rất là dễ dàng so với việc mình đơn thuần chỉ học ngữ pháp và những lời vật bình thường thôi. The bun is a classic, có nghĩa là những cái kiểu búi tóc này là một cái classic, có nghĩa là nó cổ điển. But did you ever think that you could upgrade your messy? Nghĩa là bạn có bao giờ nghĩ đến upgrade, có nghĩa là nâng cao cái messy updo. Updo có nghĩa là kiểu tóc cao, messy có nghĩa là bối rối, kiểu tóc cao mà bù xù này. Into being runway ready, có nghĩa là để trở thành một gì. Runway là cái sàn catwalk á, nghĩa là sẵn sàng cho việc đi catwalk, nghĩa là đi ra ngoài. Properly not, but this fashion month towards otherwise. Fanny proved that, Fanny đã chứng minh là cái gì? Proved that the bar can be raised with tight bread. Tight bread. Braid nó như là cái kiểu tóc của các bạn nữ mà các bạn búi lại, cột chặt lại. Braid. Why an amalgamation? Amalgamation có nghĩa là sự pha trộn. Of clean nó nghĩa là gọn gàng. Và the shovel có nghĩa là bù xù. Top knots là như là cột cao lên mà búi lại. Confirm sao? Confirm the best of both worlds.
the best of both worlds, cái cộng này có nghĩa là hưởng lợi ích rộng trong rất là nhiều tình huống. Can collide in harmony, có nghĩa là hưởng lợi trong rất là nhiều tình huống và nó hòa hợp nữa. In harmony, hòa hợp. Nên là cái kiểu tóc này thì nó phù hợp đó, nó phù hợp với cái gì đó, việc là mình đi này đi đâu đó cũng được. Ý là nó gọn gàng đó nè. Got a quiz, có nghĩa là quiz, có nghĩa là câu hỏi, câu đố mẹo gì đó. On house party and want to look as if là như thể như ai nha đó. You actually shower, có nghĩa là bạn mới thật sự tắm ra. No look further, không nhìn đi đâu nữa, không có tìm kiếm đi đâu nữa, thì vì ngay tại đây Michael Kors và cái hãng Otto Zara là một cái người fashion ở người ta ở bên Pháp á. Hai cái hãng này cũng rất là nổi tiếng, toàn là luxury brand không á. Offer pair back versions. Pair back có nghĩa là cắt giảm đi. With a lower placement. Placement có nghĩa là sự sắp xếp. That is suit energy, nghĩa là rò rỉ ra cái năng lượng. Your friends won't even notice the clutter in your lounge. Clutter nghĩa là lộn xộn trong cái phòng chờ của bạn. Lounge là cái phòng chờ. What with all the equestrian allure. Equestrian nghĩa là liên quan đến cưỡi ngựa. Allure là hấp dẫn. Your self serving this style is often favor, có nghĩa là được thích favor by off duty model, có nghĩa là off duty, có nghĩa là không có working, not working, có nghĩa là những cái người mẫu mà không có hành nghề nữa thì người ta gọi là off duty models. Thì có gì là các bạn cứ tua lại xong rồi các bạn ghi cái từ vựng ra. Mình nói thì đôi khi nó cũng không có tương thích lắm với cái chữ. Slick back, wet look CEO, nghĩa là cái kiểu tóc nãy mình học cái từ slick back rồi các bạn. Từ slick back có nghĩa là flat smooth, có nghĩa là cái kiểu tóc mà ngược ra sau mà nó bóng bẩy á. Promotion là sự thăng tiến. And you got a very important call with your boss. Và bạn đã nhận được một cái cuộc gọi rất là quan trọng từ cái người sếp của bạn. Up your chances, có nghĩa là làm tăng cái cơ hội của bạn đi. With a slick back look, có nghĩa là với một cái vẻ ngoài slick back, có nghĩa là kiểu tóc như vậy á. Think exactly wins, có nghĩa là suy nghĩ tình trạng thực tế là như vậy đi, thì cái người này mới trao, có nghĩa là không biết người sao ta, như là trao là làm cái kiểu tóc mà nó bóng. Show their model's hair to the extent of có nghĩa là nhấn mạnh một cái tình huống khó khăn hoặc là nguy hiểm hoặc là một cái sự surprise đó. To the extent of sao đấy, appearing wet, như là một cái sự xuất hiện ẩm ướt. An assertive look, assertive nghĩa là tự tin, một cái vẻ ngoài tự tin. Which a modern day, từ cái thập niên TV 80 đó. With lightly wear,
to a board meeting. A board meeting là cuộc hội đồng ban quản trị á. For a lighter option. Hoặc là cho một cái lựa chọn khác thì try the approach only pushing back the center. Pushing back the center như là cái kiểu tóc mà mình mới cho xuất hiện lên trên cái con ở màn hình phía bên trên có bên trái thì allowing the rest to sit quite naturally. Consider it a power move. A power move con cái này có nghĩa là một cái hành động liều lĩnh á. Now put on your shoulder padded blazer. Padded blazer nghĩa là cái áo này nè các bạn. Đó, cái kiểu áo padded blazer nghĩa là cái kiểu áo dành cho các nữ CEO, nữ văn phòng rồi đó. In my case thì a charity shop version nghĩa là trong cái trường hợp của tôi thì là một cái phiên bản charity shop. Thì charity là một cái phiên bản từ thiện. Shop thì có nghĩa là mình không cần phải đến những cái shop đắt tiền, mình mua, mình có thể đến những cái shop mà từ thiện cũng được, hoặc là mình mua từ đó với giá rẻ hơn chẳng hạn. And go get what you deserve and và hãy tiến lên và có được những gì bạn xứng đáng đi. Remember the Beyoncé là một nữ ca sĩ, album là I Am Sapphire's album cover. That's the kind of CEO we talking about. Các bạn có thể Google search cái album I Am Sapphire's này và các bạn sẽ thấy cái kiểu tóc CEO đó. If you like it then you might put a bow on it. A bow trong trường hợp này có nghĩa là một cái búi tóc mà hình thắt nơ, các bạn nhìn cho các bạn nữ á, cái cục tóc mà hình nơ thắt nơ á. Want to look extra pretty, các bạn có muốn là extra như là thêm cái vẻ xinh đẹp không? Pretty for that special someone. Cho một cái người đặc biệt nào đó has no feeling like a statement bow to achieve this. Check hair master. Master có nghĩa là một cái người bậc thầy trong một cái lĩnh vực nào đó. Hair master nghĩa là bậc thầy về làm tóc là some white night at a channel show and elevate. Làm nâng lên cái gì? A tousled hair up. Tousled có nghĩa là lộn xộn. Bungsu look with an elegant clip-on bow. Clip-on bow. Clip-on có nghĩa là cái trăm kẹp tóc á. Cái bow hồi nãy mình nói đó. Thì nó thêm từ vô thì nó cũng nghĩa là vậy thôi. You can go girlier. Girlier nghĩa là có bị con gái hơn. Như là cái bà gì đó bla 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 with a silk headband. Headband có nghĩa là cái đồ cột tóc. A top, a chignon. A chignon có nghĩa là cái búi tóc. With betrayer, betrayer eye, giống như betrayer có nghĩa là đầy, tính từ là đầy trâu ngọc, đầy trâu báu, là người ta make up kiểu mà lè lẹt á. Sheer ribbon, sheer ribbon trong trường hợp này có nghĩa là cái ribbon mà nó nhẹ đi. Sheer, light thôi. Much like Brand Maxwell did on the runway. Runway có nghĩa là cái sàn khai quá nha. Bieber thì sao? Nail the look. Nail the look có nghĩa là thu ánh nhìn, có nghĩa là khán giả có nhìn vào cái người đó biết. Tại Met Gala 2019 thì sao? A velvet bow, nghĩa là một cái cục tóc bằng nhung. Velvet là bằng nhung. With a high ponytail contrasted with the low back bearing gown. Back bearing là cái như hình, cái hình hồi nãy mình hiện lên á, thì nó là một cái đầm mà hở lưng á. For a bit of sauciness. Sauciness là một cái sự lém lĩnh, sự sexy, vui vẻ. Và tiếp theo đó là cái Rachel hair, making waves. Nghĩa là cái kiểu tóc này là nó gợn gợn, kiểu xấu, là kiểu Rachel. Nghĩa là cái kiểu hồi xưa, những thập niên hồi xưa thì bây giờ người ta làm nó update trở lại.
through the world becoming more eco-conscious. Eco-conscious có nghĩa là sự quan tâm đến môi trường. Eco-conscious là tính từ như các bạn. Vintage fashion, cái thời trang cổ cổ thì sao? And Rachel here is also having a moment. Nó cũng có một cái khoảnh khắc của nó ở trong đó. With a little help from crocodile hair clips. Crocodile hair clips là cái cài mà kẹp lên cái tóc của mình á. And an easy to follow YouTube tutorial, như là những cái bài học trên YouTube người ta dạy á. You can recreate, nghĩa là làm lại this trend, cái trend này at home, ở nhà cũng được. At Miu Miu, ở Miu Miu thì sao? The hairstylist, cái người mà tạo mẫu tóc, Guido Pato thì was responsible for the pin of curls. The pin of curls nghĩa là cái mái tóc mà xoăn á, cái lọn lọn nhỏ xoăn á, pair with a simple brush back. Brush back có nghĩa là cái lượng trải ngược thôi, nếu mà kiểu làm kiểu đơn giản trải ngược rồi xong làm nó xoăn ở phía sau đầu mình á. Perfect for when your arms blah blah blah. Thì để mình tìm xem tiếp cái trang theo, bởi vì cái này là mình sắp xếp nó cũng hơi lộn xộn tí. Để mình phóng lớn lên nha. Cái tờ này có nghĩa là kỹ càng, là trạng từ trail in place. You can go for what 80s look, có nghĩa là bạn có thể đi đến cái kiểu mà thập niên 70 người ta nhìn sao. With clothes effortlessly fresh from the locks. Who doesn't want to look like slowly up to the bottom, her PC cut có nghĩa là cái kiểu tóc ngắn của phụ nữ. On Instagram, Logan Blanchard, just a pose có nghĩa là đặt kèm nhau. With a modern trim, wet wet, nghĩa là trim là được cắt tỉa gọn gàng, wet là nó hơi ẩm ẩm chút. Điều tiếp theo là side part is the right part, nghĩa là
mình cột mà kiểu mình cột qua một bên á, mình chém gọn cái đầu mình xong mình cột qua một bên. Is official, nghĩa là lăng cấp chính thức. Decision, design, parting, sao parting là kiểu tóc ở trên nha các bạn. Has an upsurge, upsurge có nghĩa là tăng lên. The central, understood version of modernity, nghĩa là sự hiện đại. Design parting gives you a slight unconventional, unconventional nghĩa là độc đáo, update, kiểu tóc độc đáo mà hợp thời. Upcentral có nghĩa là lập dị, if you will, nhìn có vẻ lập dị một chút, nếu như mà nhìn như vậy đó. Great for making a bit of effort for a picnic in the park, nghĩa là mình cái kiểu đó thì mình có thể go picnic cũng được. FaceTime call với là one lost friend, có nghĩa là mình có thể gọi điện cho một cái người bạn lâu năm từ trường đại học, from university. Master this look on the red carpet.